chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin khoe với quý vị là cây lan huệ. Tiếng Anh của nó là Amaryllis. Hai cái cây lan huệ của tôi nó ra hoa quý vị. Đây là một cái cây lan huệ có hoa màu đỏ. Năm nay nó ra được như vậy là 4 hoa. Hiện thời nó nở là 2 hoa. Hai hoa nó đã nở hết rồi. Đây, tôi xoay cho quý vị xem. Cái hoa này nó đang nở nè, nó chưa có nở hết. Cái hoa này thì nó nở rồi. Coi như là hai hoa nó đã nở hết. Hoa thứ ba thì nó đang hé. Và phía sau này thì nó còn một cái nụ nữa. Cái nụ này chắc là đêm mai thì nó sẽ nở. Thì cái cây Amaryllis này, tức là cây lan huệ này của tôi năm nay, nó nở là nó được 4 bông. Đó, quý vị thấy nó đẹp kìa không? Nó là loại màu đỏ pha với trắng. Một cái bông hoa này nó lớn lắm quý vị. Cái đường kính của nó lên tới 20cm. Một cái đường kính cho một cái hoa. Đây, để tôi bỏ cái thước vừa quý vị xem nha. Đây, cái thước đo bằng cm nè. Đó, thì từ trên này xuống tới đây. Đó, là quý vị thấy là nó gần được. Để sát lại nha. Gần được là 20cm cho cái hoa này. Đây, quý vị xem. 20cm thì được kính của một cái hoa. Thì thường thường một cái hoa lan huệ này, như quý vị biết, khi nó nở ra thì nó tươi được khoảng 2 tuần lễ. Đó, quý vị thấy cái hoa nó đã không? Đây là cái chậu hoa màu đỏ. Cái chậu này nó khá là lớn. Và bên cạnh này tôi cũng có một chậu lan huệ nữa, Amaryllis. Cái chậu này thì nó có hoa màu hơi có sắc cam. Chậu này thì hôm nay nó cũng nở được một bông. Còn một bông thì nó đang nở. Đó, bông này nó đang nở được quý vị. Và ở giữa này thì nó còn là hai cái nụ nữa. Thì như vậy thì cái cây lan huệ màu cam này thì nó cũng sẽ nở được là 4 bông tất cả. Đó, thì đây là quay để quý vị thấy, chia sẻ quý vị hai cái cây hoa lan huệ mà tiếng Anh nó gọi là Amaryllis của tôi nó đang ra hoa. Thì nhân thể đây tôi cũng chia sẻ với quý vị một chút những cái kinh nghiệm về trồng cái cây hoa lan huệ này. Thì cái cây lan huệ này nó là cây của xứ nhiệt đới, nên nếu là quý vị ở những cái vùng mà ấm á thì mình có thể trồng nó trực tiếp ở ngoài trời. Và nó ra hoa hàng năm nếu chúng ta săn sóc đúng cách. Còn như ở chúng tôi đây là xứ lạnh thì chúng tôi phải trồng nó trong chậu. Thì nếu mà quý vị mà trồng mà từ cái củ đó, cái này mình có thể mua bằng củ mình trồng. Thì quý vị có thể trồng bằng củ, thì theo người ta nói thì từ củ thì khi mà quý vị mua cái củ về trồng xuống thì từ khoảng 6 đến 8 tuần thì nó có thể nó bắt đầu nó ra đòn. Và nếu chúng ta chăm sóc đúng cách thì chừng khoảng 3-4 tuần sau thì nó có thể cho chúng ta hoa. Thì như quý vị thấy đây, chúng tôi có cái củ của cây lan huệ này chúng tôi trồng trong chậu. Và những cái cây này thì chúng tôi đã có được 5-6 năm nay rồi đó. Và năm nào nó cũng ra hoa. Thì quý vị thấy cái cách mà cái củ lan huệ trồng là người ta không có trồng hoàn toàn nó chìm dưới mặt đất như quý vị nha. Bây giờ mình cũng phải để nó hở cái đầu của nó. Cái đầu của nó phải để hở ở trên mặt đất. Và cũng như tất cả các cái cây lan huệ khác, đa số những cây khác mà trồng trong chậu thì mình nên là cho nó cái đất tương đối là dễ thoát nước. Lan huệ thì nó cũng không có cần ánh nắng trực tiếp. Thành ra nếu mà quý vị có chỗ gần cửa sổ, ánh sáng gián tiếp thì cũng được.
Thì cái lan huệ này á, sau khi mà nó có hoa rồi ha, thì hoa như quý vị thấy á, không phải là nó nở cùng một lúc, mà có cái hoa nó nở trước rồi có cái hoa nó nở sau. Thì nếu cái hoa nào mà nó nở trước mà nó héo đi á, thì quý vị có thể cắt nó, cắt bỏ, mình cắt ngay ở cái cuống lá này quý vị. Cái cuống lá của cái hoa nào mà nó cũ đó, nó nở nó tàn rồi thì mình cắt cái đó để tiếp tục những cái hoa khác nó tiếp tục nở. Và khi mà cái chùm hoa này mà sau khi nó nở xong rồi ha, thì đây quý vị thấy cái cuống hoa nó rất là dài như thế này. Thì nếu trường hợp như cái hoa mà nó đã xong cái mùa của nó rồi á, thì quý vị có thể cắt nó, cắt cái cuống nó xuống như đây, đừng bao giờ cắt sát xuống cái cũ của nó. Mình cắt nó chừa khoảng cho nó một khúc như thế này, khoảng tới đây nè. Mình cắt cái cuống này đi và mình vẫn tiếp tục để cái cây nó sống, mình vẫn tiếp tục tưới nước và vẫn để nó ở chỗ có ánh sáng để cho nó tiếp tục nó cái lá đó quý vị, thì nó sẽ nuôi cái củ để cho năm sau chúng ta có hoa. Thì thường thường chúng tôi mà ở xứ lạnh như thế này á, thì mùa hè tới mùa thu thì chúng tôi cũng vẫn tưới cho nó, tại vì cái cây này thường thường nó ra hoa vào khoảng từ tháng 12 cho tới tháng 3, tháng 4, trong cái thời gian đó nó hay ra hoa. Tùy theo cái điều kiện mà mình cung cấp cho nó thì nó sẽ nở hoa vào cái những cái tháng đó. Sau đó rồi á, thì nó hết hoa, nhưng mà nếu quý vị muốn cho nó có hoa vào sang năm thì quý vị vẫn phải tưới cái cây của nó vào mùa hè và mùa thu, vẫn tưới nó lai rai, đừng có tưới ướt quá, và vẫn có thể cho nó một tí phân để nó nuôi cái củ cho sang năm nó cho chúng ta hoa nữa. Và khi mà ở xứ lạnh chúng tôi tới mùa thu ha, thì những cái lá này nè quý vị, những cái lá này nó sẽ chết, nó héo, từ từ hết. Thì lúc đó thì quý vị có thể cắt, nó sát xuống gần cái gốc, mình cắt nó đi. Và lúc đó thì khi mà qua mùa đông thì gần như nó chỉ còn có cái củ không à, nó không có lá nữa. Nhưng mà cái củ nó thực sự ra là nó vẫn còn sống, nên là thỉnh thoảng quý vị giọt cho nó một chút nước ha, mình đừng có cho nhiều nước quá, tại vì nếu mà cho nhiều nước đó thì cái củ nó sẽ bị thúi thì nó sẽ hư. Thành ra mình chỉ giọt một ít nước thôi để cho cái củ nó vẫn có thể tiếp tục sống qua mùa đông. Và đến khi nào mà tới mùa xuân tới đó, quý vị thấy bắt đầu mà nó có bắt đầu nó ra những một cái chồi nhỏ 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 ở dưới cái gốc của nó nè, ở dưới cái củ, thì quý vị bắt đầu tưới cho nó khá nước hơn một chút xíu nữa. Và tùy theo cái giống lan huệ ha, lan huệ nó có nhiều giống lắm, có nhiều giống nó ra cái nụ hoa trước khi nó ra cái lá. Còn như cái giống lan huệ của chúng tôi đây thì thường thường nó ra lá trước, nó ra một vài cái lá trước quý vị, rồi sau đó nó mới ra cái nụ hoa. Thì khi mà chúng ta thấy nó ra cái nụ hoa đó thì quý vị có thể tăng cái lượng nước tưới lên và cho nó chút phân, thì lúc đó nó sẽ nuôi cái hoa, và cái hoa sẽ rất là lớn. Như quý vị thấy đây, cái hoa của chúng tôi là đường kính lên tới 20 cm. Thì cái quá trình mà cái hoa mà nó lớn hay không á, thì nó tùy thuộc vào cái quá trình suốt cái mùa đông và mùa thu, cũng như là mùa hè của cái năm trước mà quý vị đã tưới bón để giúp cho cái củ mà nó nuôi tốt, thì là năm sau nó sẽ cho quý vị hoa lớn. Thì cái hoa lan huệ này nếu mà chúng ta mà trồng nó đúng, cung cấp nước, phân cũng như ánh nắng cho nó đúng, thì cái củ quý vị nó sẽ có khuynh hướng là nó đẻ ra củ con. Chẳng hạn như cái cây này quý vị thấy cái gốc chính của nó là cái gốc này, và bên này nó có đẻ ra cái củ con, và cái củ nó lên lên cây con. Cái cây con này như năm nay là nó chưa có ra hoa nè, quý vị thấy nó chỉ có lá không. Thành ra mình cũng cứ nuôi, có thể nó sẽ ra nụ trễ hơn vào năm nay,
mà nếu mà nó không ra năm nay thì sang năm nó sẽ có thể nó ra hoa. Thì nếu mà quý vị thích đó, thì cái này là mình có thể tách nó ra và quý vị sẽ được một cây lan huệ khác. Đối với những cái cây lan huệ mà nó cho những cái hoa to như thế này đó quý vị, thì thường thường là cái thân của cái hoa nó rất là lớn, và cũng như đặc điểm của tất cả những cái cây khác thì thường thường cái cây lan huệ này cái khuynh hướng nó sẽ nghiêng rất nhiều về nơi có ánh sáng. Vì vậy nên nếu mà để gần cửa sổ hay này nọ thì thỉnh thoảng quý vị nên xoay cái chậu ha, để cho cái hoa nó đứng thẳng. Còn nếu không thì nó sẽ nhòài người nó ra về phía có ánh sáng. Và nếu mà trường hợp mà cái hoa nó nặng quá đó, sợ nó bị gãy cái cành đó, thì quý vị chống cho nó thêm một cái cây vô ha, để cho nó giúp cho cái hoa nó không có bị quá nặng, nó quá tải rồi nó gãy. Như đây nè, chúng tôi để thêm một cái cây sắt vào đó và chúng tôi cột nó tí xíu để mình giúp cho cái hoa nó đứng thẳng. Nó vừa giúp cho cái hoa nó đẹp mà nó dễ phát triển và nó nở to được, và nó không bị trường hợp là gãy cành. Thì đó là chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về cái cách trồng của cái cây lan huệ, cái cách giữ nó làm sao để sang năm nó lại ra hoa lại, cũng như là cái cách mà quý vị có thể nhân giống ra để có nhiều cây lan huệ hơn. Thì nói chung là cây lan huệ là một cây rất là dễ trồng luôn. Ở xứ lạnh thì quý vị như chúng tôi đây thì chúng tôi phải trồng ở trong nhà, nhưng mà ở một cái xứ nóng đó thì quý vị có thể trồng nó trực tiếp xuống dưới đất ha. Thì thưa quý vị, hôm nay trời nắng đẹp và cũng nhân thể cái cây lan huệ của tôi nó ra hoa, thì cũng quay một chút xíu chia sẻ với quý vị về cái hoa lan huệ mới nở, cũng như về cách chăm sóc cái cây lan huệ sao để nó hàng năm nó tiếp tục ra hoa, để chúng ta có hoa để mà thưởng thức. Thì hôm nay cũng đã dài quá rồi đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ tôi từ nào đến giờ. Chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ nha. Hôm nay trên tôi nắng ấm lắm quý vị ơi, nhiệt độ lên tới 18-20 độ C luôn. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ. Xin chào.